mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ông Zelensky, Ukraine chiếm thế thượng phong trên tiền tuyến. Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine chiếm thế thượng phong trên tiền tuyến, bất chấp đối mặt các trận đánh dữ dội với lực lượng Nga. Đối phương đang cố gắng hết sức để ngăn quân đội chúng ta. Các trận đánh rất dữ dội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3 tháng 8 cho biết. Tình hình mọi nơi đều khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chiếm thế thượng phong dù đối phương làm gì đi chăng nữa. Tổng thống Zelensky cho biết điểm nóng giao tranh nằm ở khu vực Kubuas, Liman, Bakhmut, Mariinka, Anetska và tiền tuyến phía nam. Trong khi đó, các quan chức Ukraine hạ thấp kỳ vọng đối với đợt phản công được mong đợi từ lâu của nước này. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine khẳng định, ngoài chúng tôi, không ai có thể đặt ra thời hạn cho chiến dịch nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Ông Danilov nói, có những hoạt động quân sự phức tạp, khó khăn và phụ thuộc nhiều yếu tố, đồng thời nhắc lại ưu tiên mà các quan chức Ukraine gần đây nhiều lần nêu ra là giữ mạng sống cho binh sĩ ở tiền tuyến. Đối phương chuẩn bị rất kỹ cho những sự kiện này với những bãi mìn rộng lớn, ông Danilov cho biết, đồng thời nhận định Nga cài mìn với mật độ điên rồ là 3-5 quả mỗi mét vuông. Ukraine phát động chiến dịch phản công từ đầu tháng 6, tung vào nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí do phương Tây viện trợ. Ukraine nhiều lần tuyên bố đã thành công một phần trong đợt phản công, cũng như cho biết đã tái kiểm soát hơn 210 km vuông lãnh thổ. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine hứng chịu tổn thất về binh sĩ và phương tiện chiến đấu hạng nặng khi tìm cách xuyên thủng phòng tuyến kiên cố của Nga. Ukraine nhận định chiến dịch phản công có thể kéo dài và khó khăn, đồng thời kêu gọi đồng minh phương Tây viện trợ thêm vũ khí. Các quan chức, chuyên gia Mỹ và phương Tây nhận định lực lượng Ukraine nhận thấy tổn thất quá lớn sau hai tháng phản công theo chiến dịch xung kích của NATO. Điều này khiến họ thay đổi chiến thuật và quay lại cách đánh truyền thống như tăng cường tập kích bằng pháo và tên lửa để bào mòn phòng tuyến Nga, cũng như triển khai công binh dò mìn để bộ binh áp sát trận địa đối phương. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 31 tháng 7 nói Ukraine mất gần 21.000 binh sĩ và hơn 2.200 phương tiện chiến đấu trong tháng thứ hai của đợt phản công. Trước đó, ông Shoigu ngày 11 tháng 7 cho biết Ukraine mất hơn 26.000 binh sĩ và 3.000 phương tiện chiến đấu trong tháng đầu phản công. Nga và Ukraine rất ít khi công bố số thương vong của lực lượng mình. Tin kế tiếp, Triều Tiên chỉ trích Mỹ chuyển vũ khí cho Đài Loan. Triều Tiên chỉ trích gói viện trợ vũ khí của Mỹ cho Đài Loan, gọi đây là hành vi đẩy căng thẳng khu vực đến ngưỡng nổ ra xung đột. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 4 tháng 8 dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Ma En-yong-rim cho biết kế hoạch viện trợ vũ khí của Mỹ dành cho Đài Loan là hành động khiêu khích về chính trị và quân sự, vi phạm trắng trợn nguyên tắc một Trung Quốc. Ý đồ của Mỹ là biến đảo Đài Loan thành căn cứ hiện đại không thể đánh chìm chống lại Trung Quốc và là chiến tiến đầu tiên trong chiến lược răn đe Trung Quốc, quan chức Triều Tiên nói. Bình Nhưỡng nhấn mạnh khu vực châu Á, Thái Bình Dương, trong đó có bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan, không phải là nơi Mỹ thực hiện các hoạt động quân sự và cũng không phải thao trường chiến tranh. Triều Tiên cũng cảnh báo Mỹ sẽ trả giá đắt nếu khiêu khích lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Mỹ cuối tháng trước công bố gói hỗ trợ vũ khí trị giá 345 triệu USD cho đảo Đài Loan, gồm vật tư, dịch vụ, đào tạo và huấn luyện quân sự. Một số quan chức và cựu quan chức Mỹ cho biết gói hỗ trợ có thể có máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper và một số loại đạn. Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ rút trực tiếp vũ khí, vật tư quân sự vào ngân sách từ lầu Năm Góc để chuyển cho đảo Đài Loan theo thẩm quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống PDA. Trước đó, Quốc hội Mỹ ủy quyền cho chính phủ dùng cơ chế PDA để hỗ trợ quân sự cho đảo Đài Loan với hạn mức tới 1 tỷ USD. Theo cơ chế của PDA, tổng thống Mỹ được chuyển vật tư từ kho dự trữ của lầu Năm Góc mà không cần quốc hội chấp thuận trong trường hợp khẩn cấp. Mỹ từng áp dụng cơ chế này hơn 30 lần để chuyển vũ khí cho Ukraine. Tin tiếp theo, thủy thủ Mỹ bị nghi tuồn thông tin mật cho Trung Quốc.
Các quan chức Mỹ cho biết hai thủy thủ của hải quân nước này bị bắt với cáo buộc chuyển tài liệu mật cho Trung Quốc. H.O. Sen, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách vấn đề an ninh quốc gia, ngày 3 tháng 8 cho biết hai thủy thủ thuộc lực lượng hải quân là Wen Hanzhou và Ji Haowei có hành vi khiến thông tin quân sự nhạy cảm lọt vào tay Trung Quốc. Zhou bị cáo buộc nhận 15.000 USD để chuyển ảnh và video chứa thông tin quân sự nhạy cảm của Mỹ cho Trung Quốc, trong đó có kế hoạch về các đợt diễn tập quân sự do Mỹ tổ chức tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngoài ra, Zhou còn chuyển siêu đầu điện và thiết kế một hệ thống radar của Mỹ tại căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản, cũng như thông tin về an ninh của căn cứ hải quân ở hạt Ventura và đảo San Lemin. Trong khi đó, Quay bị cáo buộc tiết lộ thông tin về USS Ipsex, tàu đổ bộ tấn công mà thủy thủ này làm việc, cũng như các chiến hạm khác của hải quân Mỹ. Thông tin mà Quay tiết lộ có hàng chục hướng dẫn kỹ thuật về vũ khí, hệ thống năng lượng và hoạt động của chiến hạm Ipsex. Các quan chức Mỹ ngày 3 tháng 8 cho biết Trung Quốc đang mở chiến dịch tình báo nhằm vào nước này. Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Stacey Moore cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất và đa hệ đối với nước Mỹ, đồng thời cáo buộc Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để tấn công Mỹ trong kế hoạch trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới. Trung Quốc chưa bình luận về các thông tin trên. Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng trong nhiều năm liên quan đến loạt vấn đề an ninh quốc gia và thương mại. Mỹ cáo buộc Trung Quốc tổ chức hoạt động gián điệp và tấn công mạng nhằm vào nước này. Trung Quốc bác thông tin trên và tuyên bố nước này cũng đang bị gián điệp đe dọa. Cuộc gặp tháng 11 năm 2022 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đánh giá là nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước sau thời gian căng thẳng. Tuy nhiên, Mỹ hồi tháng 2 hạ ký cầu Trung Quốc vì cho đây là thiết bị do thám khiến đối thoại cấp cao giữa hai nước đóng băng. Bản tin thứ tư, tàu chiến Nga chặn xuồng tự sát tập kích quân cảng. Bộ phòng Nga thông báo buộc Ukraine triển khai xuồng tự sát tập kích quân cảng Novorossiysk, thêm rằng tàu chiến đã phá hủy toàn bộ nhóm xuồng. Lực lượng vũ trang Ukraine âm mưu tấn công quân cảng Novorossiysk bằng hai xuồng không người lái tự sát. Cả hai đều bị tàu chiến Nga phá hủy bằng vũ khí thông thường, Bộ phòng Nga cho biết hôm nay. Tuyên bố được đưa ra sau khi các tài khoản mạng xã hội tại Nga thông báo về các vụ nổ và tiếng súng vang lên gần Novorossiysk, một trong các cảng thương mại chủ chốt của Nga bên bờ Biển Đen. Video được đăng sau đó cho thấy hai tàu chiến Nga khai hỏa và một vật thể bốc cháy trên biển. Thống đốc vùng Ranoda Vinyamin Koratiev nói rằng không có thương vong và thiệt hại vật chất trong sự việc. Liên danh đường ống Caspi, doanh nghiệp phụ trách bơm dầu mỏ lên các tàu hàng ở cảng Novorossiysk nói rằng cơ sở hạ tầng ở khu vực này không bị hư hại và hoạt động vận chuyển dầu vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, giới chức cảng Novorossiysk đã cấm tàu hàng di chuyển để đảm bảo an toàn. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Novorossiysk là một trong những cảng lớn nhất tại Biển Đen với tổng giá trị thị trường hơn 1,1 tỷ USD. Phục vụ các chuyến thương mại đường biển nối Nga và châu Á, Trung Đông, châu Phi, Địa Trung Hải và Nam Mỹ. Đây cũng là một trong những địa điểm đóng quân của hạm đội Biển Đen Hải quân Nga bên cạnh quân cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea. Tin thứ năm, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay cũng là bản tin khá là hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Người từng bị nước Nhật căm ghét vì sống sót thảm kịch Titanic. Ông Masabumi Hosono bị dư luận Nhật chỉ trích là phớt lờ nguyên tắc ưu tiên phụ nữ, trẻ em và không chịu chết trong danh dự trong thảm họa tàu Titanic. Vào đêm lạnh giá ngày 14 tháng 4 năm 1912, chuyến đi đầu tiên của tàu Titanic trở thành thảm họa khi con tàu đâm phải tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Masabumi Hosono là một trong khoảng 700 người sống sót. Trước khi lên chuyến tàu định mệnh với tấm vé hạng 2, Hosono, 42 tuổi, đang làm việc tại Nga với tư cách phó ủy viên hội đồng cục đường sắt của Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản. Ông được cho là du khách Nhật duy nhất lên tàu Titanic khởi hành từ Southampton, nước Anh.
Hosono đã viết lại trải nghiệm kinh hoàng trong những lá thư gửi vợ vài ngày sau vụ chìm tàu Titanic. Nội dung được gia đình Hosono chia sẻ công khai vào năm 1997. Theo đó, vào đêm 14 tháng 4 năm 1912, ông đang ngủ thì đánh thức bởi tiếng gõ cửa cabin. Ông ban đầu bị chặn lên bom tàu, nơi các thuyền cứu sinh được hạ thủy vì một thủy thủ đoàn cho rằng ông là khách hạng 3. Sau khi lên được bom tàu, Hosono hoảng hốt khi chứng kiến pháo sáng khẩn cấp đang được bắn. Pháo liên tục được bắn lên không trung. Anh không thể nào xua đi cảm giác sợ hãi và bị bỏ rơi, ông mô tả. Khi số lượng thuyền cứu sinh giảm đi nhanh chóng, anh đã cố gắng bình tĩnh chuẩn bị cho giây phút cuối cùng. Nhưng vẫn tìm kiếm và chờ đợi bất kỳ cơ hội nào để sống sót, Hosono kể. Cơ hội đó xuất hiện khi một thủy thủ đang tiếp nhận hành khách lên thuyền cứu sinh nói rằng còn hai chỗ trống. Một người đàn ông đã chớp lấy cơ hội và lập tức lao về phía trước, Hosono ban đầu do dự. Anh đã chìm trong tuyệt vọng khi nghĩ đến việc không thể gặp lại em và các con, vì anh không còn cách nào khác ngoài việc chịu chung số phận với con tàu Titanic. Hosono viết trong bức thư gửi vợ. Nhưng người đàn ông lên thuyền đã thôi thúc anh nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Hosono lên thuyền cứu sinh và sau đó trở về Nhật. Không giống như nữ tiếp viên Violet Shetshop hay nhà hoạt động xã hội kim nhà từ thiện người Mỹ Margaret Brown, những người sống sót sau vụ chìm tàu được chào đón nằm ấm, Hosono đã bị chính quê hương mình lạnh nhạt. Ông gấp phải chỉ trích gay gắt từ báo chí Nhật Bản, vốn lên án những người đàn ông sống hèn nhát và ca ngợi lòng dũng cảm của những hành khách đã bỏ mạng trên tàu. Theo tạp chí Metropolis Japan, Hosono bị ghét bỏ vì đã không tuân thủ nguyên tắc ưu tiên phụ nữ và trẻ em, cũng như không dám chấp nhận cái chết trong danh dự như tinh thần võ sĩ đạo. Vì thế, ông phải chịu cái mà người Nhật gọi là Murahachibu, tức tẩy chay xã hội. Hosono mất việc vào năm 1914, mặc dù được thuê lại làm việc bán thời gian, nhưng những ánh mắt kỳ thị vẫn theo ông đến hết cuộc đời. Hosono sống ẩn Nhật trong tuổi hổ cho đến khi qua đời vào năm 1939 vì bệnh. Ngay cả khi Hosono không còn, gia đình ông vẫn tránh đề cập đến tàu Titanic. Nỗi căm ghét Hosono kéo dài đến tận những năm 1990 và càng gia tăng bởi dư luận tiêu cực từ giới truyền thông Nhật Bản sau bộ phim Titanic của đạo diễn James Cameron. Năm 1997, những chia sẻ của Hosono được gia đình ông công khai. Sau khi nghiên cứu tài liệu, AB đánh giá một trong những nguyên nhân khiến Hosono bị căm ghét nhiều đến vậy là ông đã bị nhầm lẫn với một người đàn ông châu Á trên thuyền cứu sinh số 13. Nhiều nhân chứng mô tả người đàn ông này có những hành động đê tiện khi cố gắng sống sót. Trong khi đó, Hosono đã giúp chèo thuyền cứu sinh số 10 ra xa con tàu đang chìm, cứu mạng nhiều hành khách đi cùng. Mark Taylor, nhà nghiên cứu người Mỹ kim học giả về tàu Titanic cho hay, phát hiện này đã khôi phục danh dự và phẩm hạnh cho Hosono. Lời kể của Hosono là một trong những bản ghi chép chi tiết nhất về điều đã xảy ra trên con tàu xấu số. Tôi đã đọc hàng trăm lời kể của những người sống sót và không có gì khiến tôi ấn tượng bằng lời kể của ông Hosono. Michael Finlay, người sáng lập Hiệp hội Quốc tế Titanic, tổ chức phi chính phủ ở Mỹ, nói năm 1997. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của kênh của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông bên dưới thì nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng Tròn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới thì được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ tất cả quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.